cho nắm tay có được không? Thôi má la đó, má nói nắm tay có bầu á. Không tới nỗi vậy đâu, nắm tay mà có bầu thì ông trời đâu có tạo ra mấy cái lủng lẳng cho đàn ông, tạo chi cho nó vướng phải không? Nàng thấy ta nói đúng không? Dạ đúng, vậy chắc xưa má em hù em á. Đúng rồi đó.